Trong sản xuất nông nghiệp hiện nay, để tiến tới một nền nông nghiệp sạch và bền vững, việc sử dụng các chế phẩm sinh học hữu cơ là một điều hết sức cần thiết. Trong những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã và đang khuyến khích đưa nhanh và mở rộng những chế phẩm sinh học thân thiện với môi trường vào trong sản xuất. Chế phẩm sinh học có tên gọi vườn sinh thái là một trong những chế phẩm như vậy. Sản phẩm vườn sinh thái, sản phẩm đầu tiên sản xuất bằng công nghệ nano tiên tiến kết hợp với công nghệ sinh học hiện đại. Sản phẩm vườn sinh thái gắn liền với tên tuổi của tiến sĩ khoa học Lý Trường Giang. Với những đóng góp lớn lao cho nền nông nghiệp thế giới, ông đã được vinh danh là ông vua phân vi sinh của thế kỷ 21. Chế phẩm sinh học vườn sinh thái được chuyển giao vào Việt Nam và được Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Trung tâm Nghiên cứu Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng làm khảo nghiệm. Sau quá trình làm khảo nghiệm với những quy trình nghiêm ngặt trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi, với những điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khác nhau, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có những đánh giá chính xác về kết quả sản phẩm như sau. Đây là một sản phẩm sạch cho hiệu quả kinh tế cao, sản phẩm dễ sử dụng, thích hợp với mọi điều kiện chăn nuôi và trồng trọt. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ nano tiên tiến, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Và với những kết quả đánh giá trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã đưa ra quyết định 3446 QĐ-BNNTT kèm theo thông tư 64 và quyết định số 102 QĐ-BNN cho phép công ty Trung Việt là nhà độc quyền sản xuất và phân phối sản phẩm vườn sinh thái tại Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp ông Bùi Bá Bổng đã ký. Cùng với đó là những hiệu quả rõ nét trên chăn nuôi và nuôi trồng thủy hải sản. Tổng cục Chăn nuôi Thủy sản đã có công văn số 610 kết luận sản phẩm vườn sinh thái chuyên dùng cho thủy hải sản là một sản phẩm sạch cho hiệu quả cao đối với ngành chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Kể từ khi thành lập đến nay, trong nhiều năm liền, công ty Trung Việt liên tục nhận được bằng khen và giải thưởng khác nhau từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vì đã có những đóng góp cho sự phát triển nông nghiệp nước nhà. Hơn thế nữa, công ty Trung Việt đã trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam và là ủy viên thường trực của Hội Chăn nuôi thành phố Hà Nội. Và với những đóng góp cho sự phát triển của ngành chăn nuôi, công ty Trung Việt đã được Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Chăn nuôi Việt Nam trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc xây dựng và phát triển hội. Đặc biệt, trong năm 2012, với những đóng góp cho ngành chăn nuôi, công ty Trung Việt được Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam trao tặng bằng khen và kỷ niệm chương. Cũng trong năm 2012, công ty Trung Việt đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao tặng bằng khen và giải thưởng bông lúa vàng. Đây là giải thưởng cao quý nhất của Bộ Nông nghiệp trao tặng cho các đơn vị có đóng góp cho sự phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam. Và đây là một số hình ảnh của đội ngũ lãnh đạo trẻ của công ty Trung Việt chụp ảnh lưu niệm với Phó Thủ tướng Chính phủ ông Vũ Văn Ninh và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ông Cao Đức Phát tại lễ trao giải thưởng bông lúa vàng. Ngoài những bằng khen và giải thưởng của Bộ Nông nghiệp, công ty Trung Việt còn nhận được giấy khen từ Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp của các tỉnh như tỉnh Sơn La, Sở Công Thương tỉnh Thái Bình, tỉnh Kiên Giang, v.v. Và để bà con nông dân tránh phải sử dụng hàng giả hàng nhái, công ty Trung Việt đã đăng ký độc quyền logo thương hiệu sản phẩm do Cục Sở hữu trí tuệ cấp. Với những hiệu quả sản phẩm đem lại, sản phẩm vườn sinh thái liên tục được đưa tin trên các phóng sự của đài truyền hình địa phương và đài truyền hình trung ương như trên chuyên mục Cùng Nhà Nông Hội Nhập trên kênh VTV9, mô hình sử dụng sản phẩm vườn sinh thái trong chăn nuôi chim cút trên chuyên mục Khuyến Nông của đài VTC16, hay chuyên mục Thời sự trên kênh VTV1 và trên chuyên mục Bạn Nhà Nông của đài truyền hình VTV2 phát sóng phóng sự về kết quả sử dụng chế phẩm vườn sinh thái trên các đối tượng cây trồng, vật nuôi, thủy hải sản tại các tỉnh như tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Nghệ An, tỉnh Hải Dương, tỉnh Thái Bình, Gia Lai, Long An. Ngoài ra, trên các trang báo ngôn luận cũng đã có những bài viết về hiệu quả sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái như trang báo Nông thôn Ngày Nay, trang báo của Viện Chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khuyến cáo bà con nông dân sử dụng chế phẩm vườn sinh thái là một trong những phương pháp tập cho lợn con ăn sớm đạt hiệu quả kinh tế cao. Hay trên trang báo của tạp chí Thanh tra thuộc Cơ quan Thanh tra Chính phủ có bài viết Chế phẩm sinh học vườn sinh thái hướng đi mới cho bà con nông dân. Và trên các báo nông nghiệp của các tỉnh như trên trang báo Hội Nông dân Vĩnh Phúc có bài viết Vườn sinh thái cùng nhà nông làm giàu. Trên trang báo Khoa học của tỉnh Bắc Giang có bài viết Kỹ thuật chăm sóc vải thiều bằng cách ứng dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái. Trên trang báo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương có bài viết Chống rét cho mạ xuân bằng cách sử dụng chế phẩm vườn sinh thái. Hay trên trang báo của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bến Tre có bài viết Tăng lượng oxy dinh dưỡng trong môi trường ao nuôi bằng cách sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái. Và đặc biệt, trên chuyên mục Nhà nông làm giàu của đài truyền hình VTV1, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Lân Dũng đã khuyến cáo người chăn nuôi sử dụng chế phẩm sinh học vườn sinh thái cho gia cầm, làm tăng sản lượng thịt và trứng, giảm được tiêu chảy,
và đặc biệt là phòng chống được virus cúm gia cầm. Vinh dự cho công ty Trung Việt đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giao cho trọng trách là nhà độc quyền phân phối chế phẩm sinh học vườn sinh thái tại Việt Nam. Quý vị và con nông dân có thể liên hệ với công ty theo địa chỉ số B5TT2, khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh với địa chỉ số 13 đường Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi thắc mắc về sản phẩm và chi tiết tìm hiểu về công ty, quý vị và bà con có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 04-2241-4923, 08-6660-1613 hoặc truy cập website có địa chỉ www.vườnsinhthaitrungviet.com.